vừa chép vừa đọc. Tôi hứa từ nay tôi không nhiếm tiền nữa và không bao giờ có quỷ đen. Có nghe nè. Gì? Bây giờ bà giảm giá cho tôi được không? Giảm giá? Chứ cái lúc mà ông nhiếm tiền tôi á, ông có giảm bớt đồng nào không? Hả? Bây giờ các cái ngàn tờ biết chứ chừng nào cho nó xong. Tôi không biết, chết. Thiếu một chữ nào á nghe không? Là không có một hộp cơm nào trong bụng á, nó cho ông chừa cái tật ông đi. Chơi cái gì vui vậy? À, vậy ủa? Anh ơi, anh chạy qua coi giùm cái ruộng tôi đi, ít là nó bị gì bệnh á. Ê nè 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 nè, chồng tôi đang bận, ruộng nhà của anh thì anh coi chứ mắc gì kêu ổng đi coi làm gì. Không phải, ảnh là có kinh nghiệm, anh trị ruộng tôi nhiều lần rồi, giờ nhờ anh chạy qua coi giùm. Coi chưa chép xong mà đi đâu? Chút xíu giờ tôi chép. À, để đi, từ từ chép đi. Lẹ lên. Sao kỳ vậy? Ông lừa con vợ tôi. Ừ. Để cho tôi khỏi chép phạt ra đây chứ hả? Chứ còn gì nữa. Ôi giời, tôi cảm ơn ông nha, trời ơi. Tôi mừng quá. Cảm ơn. Chạy, cho tôi. Đây nè, thấy chưa? Tôi bắt tại trận, tôi nghi lắm mà. Tại tôi thấy chị ăn hiếp ảnh quá cùng. Không có tại bị gì, nếu như mà là sao mà tôi không có chửi với tôi nha. Là chết với tôi nghe chưa? Ây da, trời đất ơi. Đứa nào vậy hả? Bà thấy chưa? Vợ Bảo hả? Dạ. Trời đất ơi, tao đâu có gieo thù chuốc oán gì đâu mà tụi bay chọi tao né. Cái chiếc dép đó là lẽ ra nó vô mặt em chứ không phải vô cái dù của anh đâu. Nói dối em là đi ra thăm ruộng khô queo vậy. Đất gì mà phải em tức không? Sư của mình đang gặp một cái tình trạng là bây giờ hạn mặn rồi còn phèn nữa. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy thôi sẵn anh chỉ giùm em đi chứ ruộng em cũng bị đi nè. Bây giờ á, muốn trị ba cái vụ phèn rửa phèn cũng dễ thôi. Trước hết á, mình cày lật úp đất lên, thấy không? Sới lên. Rồi mình để một khoảng thời gian để làm chi? Tạo cái môi trường sinh hóa lý cho đất. Đó là bước thứ nhất. Bước thứ hai là nghe cho kỹ nè. Đám ruộng về phải không? Bắt đầu mình mới thả nước vô. Thả nước vô đất cho nó mềm rồi bắt đầu ra cày. Cài mà không có cài kêu kỹ, cài cho đất mềm cho nó rã đất ra, thấy không? Bắt đầu ngâm một đêm hai đêm tùy. Rồi bắt đầu tháo nước ra thì phèn với mặn tất cả mọi thứ nó theo nước nó ra ngoài khỏi đống ruộng mình, hiểu chưa? Mình rửa đất vậy đó. Rồi xong khoảng một thời gian, thấy không? Rồi mình mới cài, mình xới. Trước khi mà mình tính gieo xạ đó, mình mới thả đất vô cho đất nó mềm. Rồi mình cài, mình ải, mình sụt bùn để cho mặt ruộng nó phẳng hết xong xuôi. Rồi bắt đầu mình mới là đào rãnh, đào mương. Cho nước nó rút xuống cái rãnh mương, đất nó hơi khô ráo rồi lúc đó mình mới gieo xạ. Trời, thấy chưa, mà thấy vô cực lắm chứ, mà có nhiều công đoạn lắm chứ đâu phải đâu. Anh Sáu anh nói quá trời luôn mà tôi nghe loáng thoáng thôi chứ tôi không nhớ kịp. Mà nãy giờ tao nói hai thằng cốt đột này nghe có hiểu không? Sao không hiểu anh? Hiểu đâu mà nói lại tao nghe coi. Anh nói gì là em hiểu rồi. Mai qua anh chỉ lại. Thấy chưa, dòm cái mặt mà giống như con sâu vẽ bùa trúng thuốc. Một thằng này chân rầy nông chuẩn bị đi cua gái. Sao vụ này chắc ông bà không dám có vụ quỷ đen quỷ đỏ gì nữa đâu ha. Bà con à, để cho đất bớt bị phèn mặn á thì chúng ta cần phải phơi đất bằng cách cày lật để có thời gian đất khô nè, rồi thực hiện các chuyển hóa trong đất. Sau đó chúng ta tháo nước vô để mà tiến hành bừa trục. Ở lần bừa trục đầu tiên á thì chúng ta cần phải để lắng qua đêm, sau đó tháo nước để xả hết phèn mặn, làm đất cho bằng phẳng nè, rồi bón lót phân hữu cơ khoáng trước khi bừa trục lần cuối, sau đó tiến hành đánh rãnh, xẻ mương và nhớ là không được để đọng nước trước khi gieo xạ bà con nhé. ADC hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Kem sữa đặc cao cấp Aristo, thương hiệu Singapore, ngọt ngào và hạnh phúc. Chương trình Ngô Cao cùng Hép khuyến mãi đặc biệt dành cho quý bà con nông dân. Khi mua Hép 400cc đổi hai khoản cấp Hép 2020 tặng ngay một hộp sữa thương hiệu Singapore. Hai khoản cấp Hép tặng ngay một hộp sữa. Hai khoản cấp Hép tặng ngay một
một hộp sữa Mùa Hép tặng sữa thương hiệu Singapore, giá không đổi. Chương trình bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2020. Bà con hãy mở nắp và đổi ngay khi mua hàng. Hép muốn là được. ADC mang đến sự tốt lành. Nhà nông hội nhóm, nông nghiệp tiến lên vững bền.